Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi tất cả mọi người tiến vào bên trong thông đạo của bản nguyên thần hỏa, thì tại đây mọi người đã bị truyền tống đến những chỗ khác nhau. Tiêu Viêm thì được truyền tống gần Vũ Tuyết, cũng tại không gian này, một nơi nào đó gần chỗ Tiêu Viêm, có ba thân ảnh, hai thân ảnh trẻ tuổi một nam một nữ, là Tiểu Độc và Vũ Hàm, người của Thần Nguyên Cung mà Tiêu Viêm đã gặp ở Thượng Cổ Thánh Chủ, còn người còn lại là Tổ Thao Chi Thần Thôn Thôn, Tiêu Viêm đã gặp ở Thiên Nhiên Giới. Ba người này hiện đang chiến đấu với một con hỏa long, do những quả cầu hỏa diễm màu tím hóa thành, cảm nhận được khí tức cự long trước mắt tản mát ra, ít nhất cũng là cường giả thần trích, có thể so với tứ trọng thiên vị thần đỉnh phong. Nhưng cự long hỏa diễm này khí tức ba động còn chưa đình chỉ, tăng vọt tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, nếu như để cho nó ngưng tụ năng lượng cường đại, sợ là có thể trực tiếp so với một gã thiên vị thần ngũ trọng. Ca, những hỏa cầu này đang không ngừng ngưng tụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể để cho nó thành công thực hiện được, xem ra tiểu đã sớm có biện pháp đối phó. Lúc này, Tiểu Độc liền quát một tiếng, lực lượng thần chi trong cơ thể cũng hoàn toàn bộc phát ra, hơn nữa, khí vận lực cực kỳ thần bí bắt đầu hội tụ ở phía sau mình, đồng thời, mi tâm của hắn đồng dạng cũng có quang mang lóe ra, phảng phất có thể nghe được có tiếng long ngâm đang rít gào trong đó. Mi tâm quang mang lần nữa lóe ra, không gian phía sau kia ngưng tụ ra một đạo trưởng lớn kim sắc, nhưng cự trưởng này ở chỗ đầu ngón tay cũng không phải là ngón tay bình thường, mà thay vào đó là móng của rồng. Hơn nữa, lực lượng trên đầu móng không ngừng hội tụ, một cỗ lực lượng cực mạnh ở phiến thiên địa này tràn ngập mà mở. Sau đó, dưới ánh mắt kiên nghị ngoan tuyệt của Tiểu Độc, đem cự trưởng do thánh long khí vận ngưng tụ toàn lực mà đánh ra, dưới tuyệt chiêu này cự trưởng kia xuyên thấu không gian, bộc phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên địa đều điên cuồng run rẩy. Một trưởng này của Tiểu Độc thật sự quá cường đại. Bùm, một đạo âm thanh va chạm ở chỗ không gian kia hoàn toàn phóng thích ra năng lượng khủng bố trùng kích thời gian, hướng bốn phía thổi quét đi, khiến cho không gian đều kịch liệt lắc lư. Hỏa diễm cự long đối phương phảng phất cũng bị một trưởng này đánh trúng, không biết có phải là do đau đớn mà rít gào, hay là do phẫn nộ mới rít gào. Gừ gừ, đối kháng lại đại thần kỹ đáng sợ như vậy, rằng có không lâu sau, hỏa diễm cự long cùng lực lượng của cự trưởng dần dần tiêu tán mà đi. Nhìn thấy Tiểu Đầu cứ như vậy mà đánh lui được hỏa diễm cự long, Vũ Hàm cùng với Thôn Thôn đều kinh hô há to miệng, bởi vì uy lực của hỏa diễm cự long vừa rồi quá mức khủng bố, bản thân bọn họ cũng không dám chắc có thể đối kháng lại, nhưng mà Tiểu Độc lại thực sự làm được, thực lực này cũng quá mức cường hãn rồi. Ca, ngươi vậy mà đem thánh long khí vận trưởng của phụ thân luyện thành. Vũ Hàm sợ ngây người nhìn Tiểu Độc, một chiêu này chính là một trong những chiêu thức thần bí lại cường đại đại của phụ thân bọn họ. Chiêu này Vũ Hàm cũng đã tu luyện qua, chỉ là có tu luyện như thế nào, nếu không thể hiểu thấu được khí vận huyền ảo trong đó, cho nên cũng không thể đem chiêu này luyện thành công, ta cũng chỉ vừa mới lĩnh ngộ không lâu mà thôi, tuy rằng có thể thi triển ra một chiêu vừa rồi, thế nhưng, thực được thi triển ra, còn chưa tới một phần vạn của lão già đó đâu. Tiểu Độc lại vẫn có chút không hài lòng nói, nhưng những lời này tiến vào trong tai Vũ Hàm, cùng Thôn Thôn, quả thực chính là tiếng sấm sét giữa trời quang, giống như nổ vang, một lát sau bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, ba người bọn họ liền bắt đầu xâm nhập vào trong đó. Quả nhiên, lại gặp trở ngại, hỏa cầu màu tím nhạt lại xuất hiện, hơn nữa số lượng xuất hiện cùng với năng lượng trong đó cũng càng cường đại lên. Tiểu Độc, Vũ Hàm cùng Thôn Thôn ba người cũng không phải đèn cạn dầu, trực tiếp đối với những hỏa cầu này phóng xuất ra rất nhiều chiêu thức cường đại cùng kỹ năng thần chi. Thôn Thôn ba bá, chúng ta cứ xông xuống như vậy, khi nào mới có điểm dừng? Lông mày Liễu Vũ Hàm nhịn không được nói, coi như bọn hắn người nơi này thực lực không yếu, cứ như vậy không có một điểm dừng, sớm muộn thần lực trong cơ thể cũng sẽ khô kiệt, kể cả thần trích siêu cấp cũng không cách nào kiên trì được thần lực tiêu hao như vậy. Không có cách nào, không gian thần hỏa, diệt thế thần hỏa trải qua trăm vạn năm, nói nơi này là đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng, nếu không, trải qua thời gian lâu như vậy, các thần trích khác làm sao không thu phục được nó. Thôn Thôn lắc đầu, từng chữ chậm rãi phun ra. Đối với đáp án này, lông mày Liễu của Vũ Hàm nhăn càng sâu hơn một chút, nhưng cũng không thể tránh được, không gian thần hỏa này quá mức quỷ dị, chỉ cần bọn họ xông qua, sau khi bọn họ rời đi sẽ quỷ dị biến mất, dị tượng như vậy, giống như có một bàn tay to vô hình lặng lẽ xóa sạch chúng, khiến cho bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng đi tới, trong thời gian kế tiếp, vẫn là buồn tẻ vượt qua, hơn nữa, hình thức vượt qua ải cũng cực kỳ đơn điệu, các hỏa cầu đều giống y hệ nhau, sự khác biệt duy nhất chính là càng đến phía sau, những hỏa cầu này lại càng trở nên cường đại hơn, thậm chí ở một lần cuối cùng, ngay cả thân thể thần thú Thôn Thôn cường hãn bực này, khi đối chạm với hỏa cầu kia, thậm chí còn bị thương, hai người Tiểu Độc và Vũ Hàm tuy nói tình hình còn tốt, nhưng sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, một đường sông xuống, không thua gì khi đánh nhau với nhiều thần linh siêu cấp, tiêu hao cũng không nhỏ. Bùm, cánh cửa khổng lồ bị Tiểu Độc một trưởng đánh nát, vụn đá bạo xạ, xuất hiện một cái cung điện thật lớn, mà khi nhìn thấy cự điện đầu tiên, trong lòng mọi người đều là dâng lên chút mỏi mệt, vĩnh viễn không có trừ mực xông quan, đến tột cùng còn bao lâu mới có thể kết thúc? Hả, ánh mắt Tiểu Độc hơi ngưng tụ, thần hồn lực lượng hắn phóng thích ra, cảm giác được có một nhóm khí tức cực kỳ cường đại hướng về bên này cấp tốc mà đến, trong đó có một khí tức càng vượt quá tưởng tượng của hắn. Ca, làm sao vậy? Vũ Hàm thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tiểu Độc, nghi hoặc nói, có địch nhân tới. Ngay khi Tiểu Độc vừa dứt lời, một tiếng chào phúng từ phía sau truyền đến, ha ha ha, công kích điểm ấy các ngươi liền kiên trì không nổi, thật đúng là vô dụng a. Rất nhanh, thật sự có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, sau đó nhìn hắn ăn mặc chỉnh tề,
hẳn là chính là thế lực Liên Minh Thần Trích. Liên Minh Thần Trích, Vũ Hàm nhìn chằm chằm một nhóm lớn người Liên Minh Thần Trích đột nhiên xuất hiện, nhưng bọn họ cũng không hoang mang, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Các ngươi đã không có bản lĩnh gì, vậy thì cút đi cho bản thần quân. Kế tiếp, diệt thế thần hòa này sẽ thuộc về ta. Ánh mắt của đám người tiểu độc liền tập trung trên người tứ vực thiên thần quân, một dáng người có lồi lõm và hấp dẫn, bóng hình xinh đẹp cực phẩm, đứng thẳng tắp, lại ở trên người của nàng có một cỗ khí tức cường hãn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Thân thể của tiểu độc lúc này nhẹ nhàng run lên, trên khuôn mặt cũng chậm rãi hiện lên vẻ ngưng trọng. Tiểu độc tuy rằng thực lực là tứ trọng thiền vị thần, nhưng vị tứ vực thiên thần quân trước mắt này so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều, căn bản không cùng một tầng thực lực của lục trọng thiên vị thần, thật đúng là may mắn được gặp. Tiểu độc mỉm cười, nhưng trong nội tâm của hắn lại đoán được khí tức đáng sợ vừa rồi đến tột cùng khủng bố đến mức này. Tuy rằng mình có được thánh long khí vận chi lực, nhưng đối thủ cường đại cao hơn mình 2 tầng, hiện tại bắt đầu nghiêm túc trực tiếp thu hồi chi sắc trước đó. Ha ha ha, hôm nay bổn thần quân tâm tình tốt, mau cút đi. Thân là thần trích liên minh, tứ vực thiên thần quân mang theo thanh âm trầm thấp hướng về phía đám người tiểu độc cùng Vũ Hàm tức giận mắng một tiếng. Lúc này tiểu độc nhìn bốn phía, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía tứ vực thiên thần quân, hừ lạnh một tiếng nói, thì ra là như vậy, ngươi để cho chúng ta dọn đường trước, mà ngươi là muốn làm ngư ông đắc lợi, đây thật sự là phong cách của một cái thần trích liên minh sao? Thấy chúng ta giải quyết sạch sẽ mọi thứ rồi mới đi ra, thật đúng là tính toán tốt quá, xem ra ngươi cũng biết tìm đường đến chỗ của diệt thế thần hỏa. Ha ha ha, thần trích liên minh chúng ta làm việc như thế nào, còn không tới phiên các ngươi khoa chân múa mép. Tứ vực thiên thần quân lúc này cười ha hả, lấy thực lực của nàng, chỉ cần nàng hạ quyết tâm, đánh bại mấy vị thực lực dưới ngũ trọng thiên vị thần, hoàn toàn đơn giản không cần vung lực. Chợt, ánh mắt tứ vực thiên thần quân cẩn thận quan sát, ngoại trừ tiểu độc Vũ Hàm, cùng với thôn thôn gia, cũng không có vị nữ tử khuynh thành trước đó, đã làm cho nàng cảm thấy một tia nguy hiểm, không phải các ngươi có 4 người sao, còn 1 người nữa đâu? Tứ vực thiên thần quân mang theo một tia thăm dò hỏi, ngươi lại biết chúng ta có 4 người, xem ra là ngươi đã có chú ý đến chúng ta, hay là nói, người khiến ngươi rất chú ý, có thể đã làm cho ngươi cảm thấy nguy hiểm, phải không? Tiểu độc làm như biết được suy nghĩ trong lòng của tứ vực thiên thần quân, trực tiếp quả nhiên nói, ha ha ha, thật sự là một tiểu tử hiểu biết, đã như vậy, các ngươi hôm nay không cần đi đâu cả chết, ở trong tay bản thần quân đi, nếu vị nữ tử khuynh thành kia không có ở đây, tứ vực thiên thần quân cũng không lo lắng gì, bị một tên tiểu tử thối, có thực lực tứ trọng thiên vị thần nói chúng ý nghĩ trong lòng mình, một cỗ sát ý cũng lặng lẽ dâng lên, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía tiểu độc Vũ Hàm, tự tin nói, các ngươi cùng nhau ra tay một lượt đi, nhanh chóng giải quyết, bởi vì ta không thích kéo dài thời gian. Đôi mắt đen nhánh của Vũ Hàm mang theo một tia hờ hững vô tình. Sau khi rằng co một lát, hai bên vẫn không có bất kỳ ai nói chuyện, nhưng bầu không khí trong này lại càng dương cung bạt kiếm. Thần trích liên minh thật đúng là không coi ai ra gì rồi. Tiểu độc thần sắc đạm mạc vô cùng, đối với thần trích liên minh cũng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Khó trách cha của bọn họ đối với thần trích liên minh cũng không qua lại với nhau, mà hôm nay lại càng là thế lực của mình cùng thần trích liên minh chống lại, mặc dù là không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng trong bóng tối hai bên bọn họ cũng có trình độ chống lại khác nhau. Có lẽ tứ vực thiên thần quân không biết tiểu độc Vũ Hàm bọn họ, nhưng bọn họ lại biết những thần quân này của thần chỉ liên minh. Tiểu độc từ vị nương nghe nói qua, cha của mình năm đó có thể nói là một mình sáng tạo truyền kỳ ở thần trích liên minh, lúc ấy chính là cửu đại thần quân cùng với các chủ thần bí dưới đội hình siêu cấp vây quét bên trong, cũng không cách nào bắt được cha của bọn họ. Hơn nữa cửu đại thần quân thần trích liên minh còn bị trọng thương, mà vị các chủ thần bí kia mặc dù không bị thương nặng nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, trong tay nắm đại trụ khí vận chi đạo, lại một lần nữa, một thân xông vào thần trích liên minh, lực lượng cường đại như vậy, thần trích liên minh trên dưới đều kinh sợ, cuối cùng thần trích liên minh trực tiếp là xuất động ra 9 đại phó minh chủ, cùng nhau liên thủ đại chiến với cha của bọn họ, nhưng cuối cùng, dưới sự liên thủ toàn lực của 9 đại phó minh chủ, mới bức lui được lão cha của bọn họ, có thể nói lão cha của bọn họ năm đó đã dùng lực một người đối kháng toàn bộ thần trích liên minh, bất khả chiến bại, phải biết rằng thực lực của 9 đại phó minh chủ đã đạt tới lĩnh vực đăng phong tạo cực, ngoại trừ minh chủ, bọn họ chính là tồn tại khủng bố mạnh nhất trong liên minh. Bây giờ nghĩ lại, thực lực của vị lão cha kia thật sự là sâu không lường được, chỉ sợ đã sớm đạt tới một lĩnh vực thần cảnh mà không ai biết được. Bớt nói nhảm đi, động thủ. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, một cỗ khí tức thần chi đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập phiến thiên địa này. Trong lúc bất chợt, mặt đất bắt đầu nặng nề run rẩy lên, tứ vực thiên thần quân ở trước mặt mình nhẹ nhàng nắm lấy hư không, một đạo vũ khí đáng sợ xuất hiện ở trong tay của nàng, trên đó có được đồ văn vô cùng quỷ dị, phảng phất ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận một chút, thực lực của đối phương rõ ràng mạnh hơn chúng ta, lại còn xuất ra vũ khí đáng sợ như vậy, xem ra muốn giết chúng ta đều phải vạn vô nhất thất. Sắc mặt tiểu độc ngưng trọng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vị thần quân trước mắt này đối phó với bọn họ lại trực tiếp xuất ra vũ khí cường đại như thế. Sau một khắc, song phương cũng không có bất kỳ lời nói nào nữa, mấy ánh mắt đan xen, cuồng phong chợt nổ lớn, 4 đạo thân ảnh lấy một loại tư thái ngang ngược nhất hung hăng va chạm cùng một chỗ, trong chốc lát bộc phát ra 3 động kinh thiên, khiến cho những người của thần trích liên binh vội vàng lui về phía sau. Băng băng, trong cung điện khổng lồ này, 4 bóng người lóe lên với tốc độ nhanh đến chóng mặt, mà nương theo 3 đạo nhân ảnh lóe lên, tứ vực thiên thần quân rót vào thân lực cường đại của vũ khí trong tay, tản mát ra 3 động khủng bố vô cùng đáng sợ. Tuy rằng tiểu độc Vũ Hàm cùng với thôn thôn ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó, dưới sự đụng độ kịch liệt này, tia lửa không ngừng bắn tung tóe mà ra,
khiến cho vách tường cung điện thật lớn vào giờ phút này dần dần vỡ vụn từng tấc, từng đạo khe hở lan tràn mà ra, phảng phất lập tức sẽ sụp đổ. Đối mặt với Tiểu Độc Vũ Hàm cùng Thôn Thôn ba người toàn lực liên thủ, Tứ Vực Thiên Thần Quân vẫn bình tĩnh, không có chút lưu thủ, vũ khí trong tay bộc phát ra lực lượng, đủ để dễ dàng đánh chết cường giả dưới ngũ trọng thiên vị thần. Cho nên sau khi cảm nhận được lực lượng khủng bố của đối phương như thế, hai người Vũ Hàm cũng bộc phát ra khí vận của Thánh Long, mà Thôn Thôn cũng hóa thành bản thể, thân thể tổ thao thần thú khổng lồ, ở trong hư không điên cuồng vũ động, nương theo tiếng rít gào, giống như gió lốc, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhưng khi Tứ Vực Thiên Thần Quân cùng ba người bọn họ không ngừng giao thủ, dần dần phát hiện, trước mắt ba vị này, tuy rằng thực lực kia so với bọn họ yếu hơn rất nhiều, nhưng khi bọn họ phóng xuất ra lực lượng, không giống với thần chi lực lượng, mới dẫn đến, bản thân không cách nào hoàn toàn áp chế được đối phương, nhưng thời gian để đánh bại đối phương, cũng là vấn đề sớm muộn mà thôi. Cho nên, Tứ Vực Thiên Thần Quân căn bản cũng không có gấp gáp như vậy, ngược lại là tùy ý giao thủ, nương theo giao thủ liên tục như vậy, đám người Vũ Hàm thật sự dần dần rơi vào thế hạ phong. Bốn đạo thân ảnh ở trong cung điện khổng lồ lại một lần nữa va chạm kịch liệt, sóng âm đáng sợ giống như sóng lớn thổi quét mà ra, ba đạo thân đạp bay ngược ra ngoài, bước chân sinh sôi ở trên cự điện đạp ra mười mấy cái hố sâu thật lớn, ba người toàn lực công kích, dĩ nhiên cũng bị sinh chấn lui, thực lực của Tứ Vực Thiên Thần Quân quả nhiên là bọn họ không thể chống lại. Nhưng vào lúc này, sâu trong cung điện này có thứ gì đó đang lóe ra, trong nháy mắt kèm theo lưu quang lóe ra, một cỗ sóng nhiệt cấp tốc tràn ngập bọn họ. Thấy vậy, đám người Tiểu Độc vội vàng vận chuyển thần lực bao lấy toàn bộ mình. Sau khi phòng thủ xong, luồng nhiệt kia trong nháy mắt cắn nuốt thân thể của bọn họ, ngay cả Tứ Vực Thiên Thần Quân cũng là luồng nhiệt này bao phủ ở trong đó, từng tầng sóng lửa cứ như vậy mà tỏa thẳng vào mặt, phảng phất cả tòa cung điện khổng lồ này càng giống như là một tòa đỉnh lô. Thiên vị thần bình thường căn bản không thể chịu được nhiệt độ cao trong đó, một khi đụng vào sẽ bị lực lượng trong đó thôn phệ, cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ được hỏa diễm thiêu đốt như thế. Bùm bùm, hỏa lãng trực tiếp dùng tốc độ nhanh chóng nuốt chửng Vũ Hàm cùng với Tứ Vực Thiên Thần Quân hoàn toàn. Toàn bộ cung điện khổng lồ đều phát ra tiếng vang kéo kẹt, phảng phất không kiên trì được sóng lửa trùng kích, cuối cùng tòa cung điện này vẫn không sụp đổ. Thoạt nhìn những cung điện này là do vật liệu đặc thù kiến tạo, mà kiến tạo tạo ra tòa cung điện khổng lồ này, chỉ sợ cũng là do một vị đại năng cực kỳ cường đại nào đó. Sóng lửa tràn ngập cung điện mỗi một góc về sau, sau đó lực lượng cực nóng mới dần dần tiêu tán đi. Sau khi sóng lửa biến mất, ngoại trừ một số cường giả liên minh thần chỉ có thực lực khá mạnh ra, còn lại đã bị sóng lửa hoàn toàn nuốt chửng, ngay cả thần hồn cũng bị đốt cháy không còn một mảnh. Căn bản là không có bất kỳ cơ hội sống sót nào, mặc dù nói, người của thần chỉ liên minh đều có thể luân hồi sống lại, nhưng một khi ngay cả thần hồn cùng thần thể đều không còn, như vậy cũng không cách nào đem một lần nữa sống lại. Nguyên bản thiên vị thần, chính là có thể dựa vào thần hồn của mình có thể phục sinh thần thể chi thân của mình, nhưng hiện tại ngay cả thần thể cùng thần hồn đều không có, như vậy thì không thể có cơ hội phục sinh. Cỗ hỏa lãng vừa rồi quả nhiên là vô cùng đáng sợ, cường giả dưới tam trọng thiên vị thần đều chết hết, bao gồm một ít cường giả tam trọng thiên vị thần đều bị trọng thương, cho nên lần này, mấy trăm cường giả thần trích liên minh đã tử thương lực lượng lớn, ngoại trừ trong đó, có mấy vị thực lực còn có thể ra, những cường giả khác đều ở trong sóng lửa lần này vẫn lạc, cỗ nhiệt khí này chẳng lẽ là diệt thế thần hỏa? Sau khi Tứ Vực Thiên Thần Quân nhìn thấy nhân mã bên mình đã tổn thất hơn phân nửa, lúc này nàng cũng có chút giật mình, thậm chí còn cảm nhận được luồng nhiệt độ đáng sợ ở sâu trong cung điện, mà ngay cả hắn cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Dù sao vừa rồi, hỏa lãng kia thật là diệt thế thần hỏa phóng xuất ra, bài danh thứ 3, thần hỏa, đủ để hủy thiên diệt địa, giống như tồn tại khủng bố, cho dù thật sự đoạt được, chỉ sợ cũng rất khó thu phục nó, trong đó ẩn chứa bản nguyên hỏa thần, so với lực lượng thần hỏa khác lại càng vượt trội. Đương nhiên ngoại trừ bài danh thứ nhất, cùng thứ hai thần hỏa, thần vật đại trụ bực này khiến ai cũng phải nổi lòng tham, thậm chí, có đôi khi còn sẽ quên rốt cục ai mới là con mồi. Không có đủ thực lực, muốn thu phục thần hỏa cơ bản là không có khả năng, huống chi là thần hỏa bài danh thứ ba. Ba người Vũ Hàm Tiểu Độc cũng vô cùng chấn động, sóng lửa vừa rồi trùng kích quá mức cường đại, thế cho nên, bọn họ đã sử dụng toàn lực ứng đối. Tiểu Độc, Tiểu Hàm, các ngươi không sao chứ? Thôn Thôn quan tâm hai người bọn họ hỏi han, hai người cũng lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn sâu trong cung điện, trở nên nghiêm túc. Tiểu Độc cũng đã không còn tiêu sái như trước kia, bởi vì lực lượng ẩn chứa trong làn sóng lửa vừa rồi đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Bùm, tại thời khắc bọn họ khiếp sợ, không gian sâu trong cung điện vang vọng ra một tiếng nổ lớn, tất cả thần trích cường giả ở đây cũng đột nhiên cảm giác được, sâu trong đầu truyền đến một trận cảm giác mê muội, chợt vội vàng trừng to hai mắt mở ra, ở tầm mắt là một mảnh hải vực nham thạch màu tím, trong nham thạch thỉnh thoảng có hỏa diễm màu tím thoát ra, những nham thạch màu tím này vẫn lan tràn đến tầm mắt cuối cùng, mơ hồ cái không gian này hoàn toàn là hải vực nham thạch, trên bầu trời hải vực dung nham, có vài núi đá cực kỳ khổng lồ đang lơ lửng, trên núi đá lớn còn có một vòng sáng màu bạc cực lớn đang chậm rãi xoay tròn. Nhìn thấy địa vực xa lạ đột nhiên hiện ra trước mắt này, Tiểu Độc và cường giả thần chỉ liên minh càng kinh ngạc, kinh hô lên tiếng, bản nguyên diệt thế thần hỏa rốt cục cũng xuất hiện rồi sao? Rất nhiều cường giả thần trích nhìn không gian kia, có chút kinh hãi nói, vì dù sao, sóng lửa đáng sợ vừa rồi kia, cũng đã khiến cho bọn hắn thật sự có chút sợ, lực lượng diệt thế thần hỏa thật không phải bọn hắn có thể chống đỡ lại. Nhưng mà, Tứ Vực Thiên Thần Quân phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, khuôn mặt hướng lên, hiện lên vẻ phức tạp. Thanh âm đều trở nên vô cùng lạnh lẽo nói, diệt thế thần hỏa đích xác cường đại, vẻn vẹn dựa vào bản thần quân một người áp chế, khó có thể đem thu phục. Nếu mọi người hiện tại liền cùng nhau tiến lên, đem diệt thế thần hỏa chấn áp, cuối cùng, dựa vào thực lực bản thân để tranh đoạt, thế nào? Hư hư, ngay khi Tứ Vực Thiên Thần Quân vừa mới dứt lời,
Trên hư không bốn phía của bọn họ, có rất nhiều năng lượng cường đại chấn động truyền ra, đột nhiên lướt ra từng đạo thân ảnh, bọn họ lơ lửng trên bầu trời, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, khi đối diện với Diệt Thế Thần Hỏa, mà Tứ Vực Thiên Thần Quân cũng như thế, các ngươi rốt cục cũng cam lòng xuất hiện, vừa rồi, ta đã cảm ứng được các ngươi đang ẩn núp ở chỗ tối, các ngươi muốn ngư ông đắc lợi sao? Tứ Vực Thiên Thần Quân nhàn nhạt cười, sau đó nói tiếp, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người không ai dọn đường trước được đâu, muốn tranh đoạt bản nguyên Diệt Thế Thần Hỏa, mọi người nhất định phải hợp lực giải quyết, nếu không, không ai trong chúng ta có thể đoạt được thần hỏa. Tứ Vực Thiên Thần Quân vừa nói ra, các siêu cường giả ở bên trong đều xuất hiện ra, có Linh Thần Các, Lôi Thần Các, Ngọc Thần Các đệ nhất thiên kiêu, cùng với các thiên kiêu của thế lực siêu thần khác, nhưng bọn họ không trả lời, mà là đang tự hỏi, để đối phương nói ra ý nghĩ. Một lát sau, Cao Tuyền của Linh Thần Các đứng ra, ánh mắt nhìn với khu vực sâu trong cung điện, cảm nhận được nơi đó có khí tức của Diệt Thế Thần Hỏa đáng sợ, ngay cả hắn cũng không dám đi tới gần. Được rồi, xem ra chỉ có thể như thế, ta không có ý kiến. Cao Tuyền hai tay ôm ngực, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tứ Vực Thiên Thần Quân, nhìn thấy Cao Tuyền đồng ý, mấy vị thần các đệ nhất thiên kiêu khác cũng đồng ý gật đầu, cùng với những thiên kiêu kia, cũng chỉ có thể tạm thời cùng nhau hợp tác trước trấn áp đạo thần hỏa này, sau đó sẽ dựa vào bản lĩnh để tranh đoạt Diệt Thế Thần Hỏa bản nguyên. Ha ha ha, tốt, nếu mọi người đều có cùng ý kiến như vậy, thì không còn gì bằng, Diệt Thế Thần Hỏa đã xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian để tìm nó, có nhiều thần trích cùng chúng ta liên thủ, bản thần quân cũng không tin, không thể nào thu phục động một đạo Diệt Thế Thần Hỏa. Tứ Vực Thiên Thần Quân sau khi nói xong, quanh thân của nàng bộc phát ra khí tức thần chi đáng sợ, ở đây tất cả cường giả bao gồm các đại thần các đệ nhất thiên kiêu, sắc mặt đều là biến đổi. Thực lực của Tứ Vực Thiên Thần Quân quả nhiên đã cao hơn chúng ta rất nhiều, thực lực của Lục Trọng Thiên vị thần rất mạnh, ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía hải vực có dung nham màu tím, ở sâu trong cung điện, dung nham màu tím chậm rãi nhô lên, một cột dung nham khổng lồ ước chừng trăm trượng hiện ra, cứ như vậy, nham thạch màu tím từ trong hải vực bốc lên, cuối cùng cũng xông lên phía chân trời, không thể nhìn tới cuối cột nham thạch, giữa nham thạch màu tím cuồn cuộn, một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào tím từ trong nham thạch chi trụ đi ra, sau đó xuất hiện trong đôi mắt của tất cả cường giả, nhìn đạo thân ảnh chân thật này, sắc mặt của tất cả các cường giả cũng ngưng trọng xuống, đạo thân ảnh trước mắt bọn họ, hẳn là Diệt Thế Thần Hỏa, nhìn nam tử áo tím đột nhiên xuất hiện, không gian này lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động, từng đạo ánh mắt tham lam mà nóng bỏng nhìn người trước, lấy nhãn lực của tất cả cường giả ở đây, tự nhiên liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra, trước mặt vị mỹ nam này, chính là bản thể Diệt Thế Thần Hỏa, thân ảnh của bọn họ, cũng lấy tốc độ cực nhanh thoáng hiện đến cung điện chỗ sâu trên khu vực, mỗi một vị thần trích cường giả cũng không dám có khinh thị chi tâm. Đã sớm ở trong cơ thể vận chuyển thần lực, để phòng ngừa đối phương đột nhiên đến tập kích, ngươi chính là bản thể chân chính của Diệt Thế Thần Hỏa, không nghĩ tới, qua mấy ngàn vạn năm, ngươi rốt cục một lần nữa xuất hiện, hơn nữa cỗ khí tức hủy diệt này, càng làm cho bản thần quân không thể không đem ngươi thu phục. Tứ Vực Thiên Thần Quân ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm vị nam tử trước mắt này, mà tóc của hắn cũng là màu tím, nếu như nhìn kỹ, trong đôi mắt kia của đối phương, không phải là đồng tử hình tròn, mà là hiện lên một đạo hoa sen đồng tử màu tím. Nếu như cùng đối phương đối diện, sẽ bị cặp mắt hoa sen màu tím kia hấp dẫn, thậm chí không cẩn thận còn có thể bị hãm sâu trong đó, phảng phất như là bị vây ở trong ảo cảnh. Diệt Thế Thần Hỏa này thật đúng là càng ngày càng quỷ dị, nếu như đem thu phục, Linh Thần Các chúng ta sẽ trở thành thế lực mạnh nhất, Ngũ Đại Thần Các càng tiến thêm một bước lớn mạnh, lúc này đây nói cái gì đều muốn đem ngươi thu phục, không thể để cho ngươi ở ngoài mấy ngàn vạn năm không có chủ nhân. Linh Thần Các đệ nhất thiên kiêu Cao Tuyền, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Diệt Thế Thần Hỏa, ý tham lam không ngừng từ đáy lòng lan tràn ra. Hắn tu luyện đến bây giờ, chưa từng thấy qua uy lực thần hỏa cường đại như vậy, với lực lượng thiên vị thần ngũ trọng của hắn, đều không thể cảm ứng ra lực lượng cụ thể của đối phương. Trước tiên đối với sóng lửa trùng kích, để cho hắn rõ ràng biết được chỗ khủng bố của Diệt Thế Thần Hỏa. Cũng chính bởi vì như thế, sự tham lam trong lòng hắn cũng tăng lên gấp bội, không chỉ có hắn, ở đây, tất cả thần trích cường giả đều là như thế, cặp mắt hoa sen màu tím của nam tử kia không chứa chút tình cảm. Liếc tất cả cường giả ở đây một cái, ánh mắt trực tiếp tập trung vào trên người Tứ Vực Thiên Thần Quân. Một lát sau, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, ngươi là người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ, cho dù ngươi có thực lực rất cường đại, muốn thu phục ta vẫn là chưa đủ. Tứ Vực Thiên Thần Quân buông tay, đối mặt bản thể của Diệt Thế Thần Hỏa nói như vậy, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Nếu đổi lại là những người khác, nói chuyện với tướng Phục Thiên Thần Quân như vậy, cũng đã sớm bị bóp chết. Diệt Thế Thần Hỏa này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, vừa nhìn liền biết là một thần vật cực kỳ khó giải quyết. Nếu như đơn đấu, nàng hiện tại cũng không có nắm chắc có thể đem nó hàng phục, cho nên chỉ có thể cùng cường giả thần trích khác liên thủ, mới có thể có cơ hội đánh bại Diệt Thế Thần Hỏa. Các vị, hôm nay chúng ta liền cùng nhau liên thủ, đem Diệt Thế Thần Hỏa này đánh bại, cuối cùng đến tột cùng ai có thể đạt được thần hỏa bản nguyên, phải dựa vào thực lực của chính mình. Một đạo thanh âm cực kỳ tự tin từ trong miệng Tứ Vực Thiên Thần Quân truyền ra, phảng phất là đã nhìn thấy hình ảnh đánh bại Diệt Thế Thần Hỏa. Ánh mắt lạnh lùng của nam tử áo tím nhìn chằm chằm Tứ Vực Thiên Thần Quân, sau đó lại đem ánh mắt phóng lên trên người Cao Tuyền, Lôi Lệ Phong, Ngọc Băng Diễm, ba vị thực lực này đều ở Ngũ Trọng Thiên Vị Thần, còn lại cơ bản đều là Tứ Trọng Thiên Vị Thần và Tam Trọng Thiên Vị Thần, những thứ này ở trong mắt nam tử áo tím căn bản không đáng nhắc tới, thật sự là vài tên gia hỏa ngoan cố, mà thôi, tại ý nghĩ của các ngươi đánh ở trên người của ta, cũng đã nhất định, đợi lát nữa, các ngươi sẽ biến thành hỏa cầu của ta. Nam tử phất tay, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra,
trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo hỏa quyền tử sắc, hỏa quyền đi qua không gian, bị một cỗ hủy diệt nhiệt độ cao hòa tan mở ra, nhưng mục tiêu cũng không phải bọn hắn, mà là cửa ra vào của thông đạo không gian thần hỏa. Thấy cảnh tượng như vậy, chúng thần chỉ cường giả nhất thời cả kinh, diệt thế thần hỏa lại hủy diệt không gian thông đạo của thần hỏa, xem bộ dáng này, rõ ràng là muốn đem bọn họ triệt để đổi tận giết tuyệt rồi. Luyện hóa cầu thần hỏa, sau khi không gian thông đạo thần hỏa bị hủy, ngay sau đó, ngọn lửa màu tím hừng hực, mãnh liệt từ trong cơ thể nam tử áo tím bạo dũng mà ra, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ thiên địa này, tựa như lao tù hỏa diễm, đem bao vây tứ vực thiên thần quân, cùng với tiểu độc Vũ Hàm, mấy đạo lửa màu tím cực lớn, từ phía chân trời chút xuống, cuối cùng nối liền với hải vực nham thạch màu tím phía dưới, từ xa nhìn lại, giống như một đại lao tù nối liền thiên địa, chúng thần trích cường giả vây quanh cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, bọn họ có thể cảm giác được, khi nhà tù này thành hình. Một cỗ nhiệt độ đáng sợ ngay cả hắn cũng là có chút biến sắc, đang nhanh chóng tràn ngập mà ra, hắn muốn luyện hóa toàn bộ chúng ta sao? Cao Tuyền sắc mặt ngưng trọng nói, diệt thế thần hỏa thực lực cực kỳ khủng bố, hiện tại nó, chỉ sợ ít nhất cũng là tương đương với bán cảnh thất trọng thiên vị, hơn nữa năng lực kỳ lạ của thần hỏa, dù là đối mặt cường giả thất trọng thiên vị thần, đều có thể chống lại, mà chúng ta ở đây không, một ai có thực lực có thể vượt qua vị nam tử kia, tứ vực thiên thần quân ngưng trọng, đối phương vừa mới bộc phát ra lực lượng kinh người, mới loáng thoáng cảm ứng được thực lực chân thật của đối phương, bán cảnh thất trọng thiên vị thần. Nghe vậy, sắc mặt của chúng cường giả vào giờ khắc này bỗng nhiên đại biến, giữa thiên vị thần, mỗi một trọng thiên đều có chênh lệch cực lớn, cho dù là chênh lệch nửa bước cũng là khoảng cách không thể dễ dàng vượt qua, huống hồ, đặc biệt là đối phương bản thể vẫn là xếp hạng thứ 3 trong 9 đạo thần hỏa, diệt thế thần hỏa, đối phó lại càng là vô cùng khó giải quyết, băng băng, ngay tại chúng thần chỉ cường giả trong lòng đề phòng, phía sau đột nhiên truyền ra từng đạo nổ tung, tứ vực thiên thần quân, tiểu độc cùng vài vị định nhất thiên kiêu vội vàng quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy thân ảnh của một vài cường giả thần trích liên minh. Cùng với các thế lực siêu thần khác, đột nhiên tự bạo thành từng đoàn huyết vụ vừa mới xuất hiện, đã bị loại nhiệt độ cao khủng bố làm cho bốc hơi, không lưu lại một chút gì. Lúc này, đột nhiên một vài cường giả bạo thể mà chết, lập tức khiến cho không ít thần trích cường giả đều có chút khủng hoảng. Bọn họ rõ ràng chưa thấy có bất kỳ phát động công kích nào, nhưng những cường giả này lại trực tiếp bị bốc hơi. Nhưng khi bọn họ càng hoảng loạn, lại là có càng ngày càng nhiều thân ảnh nổ tung, thanh âm thình thịch trầm thấp vang, nghe được ra đầu đều tê dại. Loại thủ đoạn giết người này quả thực chính là vô hình vô sắc rồi. Mọi người cẩn thận, diệt thế thần hỏa cực kỳ quỷ dị. Không muốn chết thì phải tỉnh táo lên, không nên bị cảm xúc ảnh hưởng, bằng không, kế tiếp chính là dẫn lửa thiêu thân, khi càng lúc càng hoảng loạn, thanh âm của tiểu độc quát to, hắn tu khí vận lực, có thể mơ hồ suy đoán ra, quỹ tích vận hành của diệt thế thần hỏa, tuy rằng trình độ của hắn đối với khí vận còn chưa sâu, nhưng cũng có một tia lĩnh ngộ, nghe được tiếng quát của tiểu độc, cường giả thần trích còn lại rốt cục là vội vàng áp chế tâm tình dao động trong lòng, toàn lực chống đỡ, khôi phục tâm tình, vừa rồi thần hỏa khiến cho vô số cường giả tự bạo này, lúc này mới dần dần yếu bớt đi, ta lại thay đổi chú ý khác, là trở thành hỏa cầu của ta đi. Nam tử áo tím dương mắt đạm mạc, thanh âm lạnh như băng nói, bạo, bùm bùm, vừa dứt lời, cả bầu trời trong nháy mắt hỗn loạn, toàn bộ thần trích cường giả gần như vẫn lạc, trong một khoảnh khắc này, thân thể đều bị nổ tung, bộ dáng như vậy, giống như trong cơ thể bọn họ, đã sớm bị gieo vào một tông hỏa, thủ đoạn quá nguy hiểm, nhìn bầu trời vẫn lạc gần hết các cường giả, tứ vực thiên thần quân, cùng với mấy vị đệ nhất thiên kiêu đều cảm giác được gót chân có chút rét run, may mắn là không đem toàn bộ thế lực bên ngoài của mình đi vào, nếu không, chỉ bằng một câu từ vị nam tử y báo tím này, trong nháy mắt phải chết một nửa, ha ha ha, người còn lại sống sót mới có đủ tư cách để trở thành hỏa cầu của ta. Nhìn qua bầu trời trống trải rất nhiều, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử áo tím lúc này mới hiện lên một nụ cười, chợt vung tay lên, hải vực nham thạch màu tím phía dưới liền lao ra hơn 10 đạo nham thạch chi trụ, nham thạch bạo liệt mở ra, hơn 10 thân ảnh mặc hỏa giáp màu tím xuất hiện ở quanh thân nam tử bào tím, cỗ khí tức này, thực lực đều là tứ trọng thiên và ngũ trọng thiên vị thần, nhìn mấy chục hỏa giáp mà không có thân thể kia, đều trống rỗng kia, Vũ Hàm nhất thời hít nhẹ một hơi, mấy chục thân ảnh này chắc hẳn đều là do vài phần bản nguyên của diệt thế thần hỏa biến thành, nhưng để cho chúng thần trích cường giả khiếp sợ chính là, những thân ảnh này, thực lực ít nhất đều là tứ trọng thiên vị thần, đồng dạng trong đó mạnh nhất, một vị cũng có thực lực ngũ trọng thiên vị thần, đối mặt với đại thủ bút diệt thế thần hỏa này, cường giả ở đây đều hơi trì trệ, ngay cả tứ vực thiên thần quân thường ngày tự tin, cũng chậm rãi nhíu mày, mấy ngàn vạn năm tới nay, các ngươi cũng không phải là nhóm thần trích đầu tiên, đi tới nơi này, mỗi một lần khi vô lượng thần uyên mở ra, đều sẽ có không ít gia hỏa ngu xuẩn tự cho là thực lực cường đại tới đây, tuy rằng thực lực cũng không kém, nhưng đáng tiếc, cuối cùng bọn họ đều trở thành hỏa cầu của ta. Nam tử áo tím mỉm cười nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, lúc này đây, hỏa cầu của ta chắc phải phong phú đặc sắc hơn rất nhiều. Ánh mắt tứ vực thiên thần quân chăm chú nhìn đội hình xa xa, một thân ảnh hỏa giáp có thực lực lục trọng thiên vị thần, cùng với mấy thân ảnh bị đạo hỏa giáp vây trong ngũ trọng thiên vị thần và tứ trọng thiên vị thần, độ hình bực này, cho dù là nội tình của một vai siêu thần cũng không có, chư vị, mặc kệ trước đây giữa chúng ta có ân oán gì, lúc này, nếu muốn sống sót, hơn nữa đánh bại diệt thế thần hỏa này, thì không thể giữ lại, nhất định phải liên thủ thi triển toàn lực, cùng với tiểu độc Vũ Hàm bên này, vừa mới nhận thức được lực lượng đặc thù của bọn họ, hắn cũng phát hiện, thực lực của tiểu độc có chút bất phàm, nếu như cũng cùng nhau liên thủ đối chiến diệt thế thần hỏa, như vậy, hẳn là sẽ có tỷ lệ cao diệt được diệt thế thần hỏa. Nghe lời nói vừa rồi của tứ vực thiên thần quân, không ít ánh mắt cường giả thần trích đều lóe ra,
Nghe đồn tứ vực thiên thần quân hung danh quá thịnh, ai cũng chưa từng nghĩ tới, hôm nay, lại muốn cùng bọn họ liên thủ, để đối phó với diệt thế thuần hòa trước mắt này. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, tứ vực thiên thần quân cũng ngần ngại, nhàn nhạt nói, các vị tranh thủ thời gian, đồng thời ra tay đi, chúng ta nơi này, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của diệt thế thần hòa đâu. Tuy rằng thần trích liên minh các ngươi cho tới nay, đều tự cho mình là thân phận tôn quý, vậy mà lại liên hợp với chúng ta để đối chiến diệt thế thần hòa. Nhưng người nói cũng có chút đạo lý, diệt thế thần hỏa này, xem ra cũng không muốn dễ dàng để cho chúng ta rời đi. Lôi Lệ Phong của Lôi Thần Các chần chờ một chút, thản nhiên mở miệng nói, tình thế hiện tại, nhất định phải làm như vậy. Thần trích cường giả ở đây ngẩng đầu, tầm mắt cùng tứ vực thiên thần quân nhìn nhau một lát, chợt mở miệng nói, chúng ta có thể hợp tác trước giải quyết diệt thế thần hỏa, sau này bằng vào bản lĩnh để tranh đoạt bản nguyên. Đối với bọn họ, người nào cũng mang tâm tính chiếm hữu được thần hỏa, nhưng mặc kệ như thế nào, việc cấp bách trước tiên chính là đánh bại vị nam tử diệt thế thần hỏa này, bởi vì chỉ có khi đánh bại bản thể diệt thế thần hỏa, bọn họ mới có đường sống, nếu không, sẽ không có cách nào có thể cướp lấy bản nguyên thần hỏa, không chừng có thể vẫn lạc ở đây, cuối cùng còn có thể trở thành hỏa cầu của đối phương. Đã như vậy, kẻ mạnh nhất giao cho ta, kẻ khác giao cho các ngươi. Tiểu Độc nghiêng đầu nhìn Vũ Hàm và Thôn Thôn nhẹ giọng nói, liên thủ đối phó diệt thế thần hỏa cẩn thận, cố gắng đừng xuất ra 10 phần lực, tránh bị kẻ khác ám toán. Nghe vậy, Vũ Hàm cùng Thôn Thôn đều gật gật đầu. Cùng thần trích liên minh tứ vực thiên thần quân liên thủ kháng địch, nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ bị hắn quay lại cắn, đến ngay cả cạn bã cũng không thừa, cũng nói không chừng. Các đại cường giả ở đây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đội hình cường đại của hơn 10 đạo hỏa giáp, sau một khắc, tứ vực thiên thần quân cũng dẫn đầu đạp lên hư không, thân hình run lên, xuất hiện ở gần diệt thế thần hỏa trong vòng 100 mét, còn thần trích cường giả lúc này, cũng thi triển thân hình, hình thành một vòng tròn, đem diệt thế thần hỏa bao phủ ở trong đó, một vòng tròn hình thành, trụ nham thạch ngăn chặn diệt thế thần hỏa cũng khẽ mỉm cười. Khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi nhắc lên một vòng nụ cười yêu dị, thật sự là làm người ta hoài niệm, rất lâu rồi, đã không có ai làm cho ta nóng người, hôm nay ta sẽ khai đao với các ngươi. Bàn tay diệt thế thần hỏa nhẹ nhàng nắm lấy dung nham vô biên phía dưới hải vực, chỉ thấy dung nham hải vực kịch liệt bốc lên, ta đã bị phong ấn ở đây mấy ngàn vạn năm, hôm nay ai nếu ngăn cản, chết. Cái gì? Phong ấn? Ngay cả thần vật đại trụ diệt thế thần hỏa cường đại cũng bị phong ấn nơi này, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Vốn tưởng rằng mấy ngàn vạn năm trước, diệt thế thần hỏa biến mất là bởi vì nguyên nhân khác, không nghĩ tới là bởi vì bị phong ấn ở chỗ này. Cái này, đại trận thần pháp phong ấn phải cường đại cỡ nào mới có thể đem cửu đạo thần hỏa bài danh thứ 3 diệt thế thần hỏa phong ấn lại? Diệt thế thần hỏa vừa dứt lời, miệng há ra, một đạo chừng mấy trăm trượng sóng lớn thần hỏa khổng lồ đột nhiên phun ra, nhiệt độ khủng bố như vậy, ngay cả sắc mặt tứ vực thiên thần quân cùng với mấy vị đệ nhất thiên kiêu đều biến hóa, cùng nhau ra tay. Ánh mắt tứ vực thiên thần quân hơi lóe ra, thần lực cường đại phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo vọt ra, sau đó giống như mây đen cuồn cuộn, trùng kích cùng một chỗ với sóng lớn hỏa diễm kia. Giây phút đầu tiên tiếp xúc, mây đen trực tiếp tán loạn, sóng lớn hỏa diễm phân hóa ra, hóa thành mấy đạo cột lửa màu tím khổng lồ, hung hăng hướng về phía mấy người bọn họ nổ tung mà đi. Nhìn thấy diệt thế thần hỏa vừa ra tay, đã có uy thế cường đại bực này, cho dù là đám người Vũ Hàm cũng không dám chậm trễ, thần lực cường đại trong cơ thể cùng với khí vận chi lực đặc thù kia, vội vàng khởi động, từng đạo thần chi kỹ năng uy lực kinh người phá không mà ra, băng băng, ầm ầm, ngọn lửa bùng nổ trên bầu trời, giống như pháo hoa rực rỡ nhất, dưới sự rực rỡ đó, lại cất giấu lực lượng khủng bố hủy diệt, hỏa diễm bạo liệt, mấy đạo thân ảnh đều bạo lui ra, trong đó, có không ít thế thiên kiêu của thế lực siêu thần bị thiêu đốt một nửa y phục, nhìn qua có vẻ có chút chật vật, xem tình hình này, dù là liên thủ cũng không chiếm được chút ưu thế nào với diệt thế thần hỏa, diệt thiên hỏa thủ, một chiêu đắc thế, trên khuôn mặt tuấn mỹ của diệt thế thần hỏa, cũng hiện lên một nụ cười lạnh như băng, thân thể hắn lơ lửng trên bầu trời. Tay phải đột nhiên chộp về phía nham thạch phía dưới hải vực, chỉ thấy nham thạch phía dưới hải vực đột nhiên nổ tung ra, một bàn tay khổng lồ chừng ngàn trượng phá biển mà ra, mang theo sức nóng bỏng kinh người, một cái lóe ra, xuất hiện ở trên hư không của cường giả chúng thần, sau đó, một cái tát hung hăng vỗ xuống bọn họ, bùm, tốc độ của dung nham cự thủ cực kỳ kinh người, một trưởng vừa mới hạ xuống, còn không đợi chúng thần chỉ cường giả phản kích, giống như đập rùi bọ, đem bọn họ hùng hăng đập xuống, cuối cùng phù phù vài tiếng, liền bị bắn về phía dưới dung nham màu tím. Thật sự là con kiến hôi, ta còn chưa xuất lực, các ngươi đã ngã xuống, không nghĩ tới cho dù là liên thủ, lại chật vật trong tay diệt thế thần hỏa như thế. Tuy nói người sao có ưu thế địa lợi, nhưng công kích áp đảo này cũng quá mức hung ác rồi, thực lực của bọn họ cũng không kém, ngũ trọng thiên vị thần thì có 3 vị, hơn nữa một lục trọng thiên vị thần là tứ vực thiên thần quân, đội hình này cũng tương đối bùng nổ. Bùm, mặt biển nham thạch nổ tung, mấy đạo thân ảnh chật vật lần nữa lao ra, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt xanh trắng luân phiên. Trong vạn thú thần giới, bọn họ đều là những cường giả thần trích đỉnh cấp, huống hồ, ở trong những thần giới khác, bọn họ sao lại có thể thành bộ dáng như thế này? Mấy vị, nếu các ngươi giữ lại thực lực, chỉ sợ chúng ta cũng không có cơ hội sống sót đâu. Sắc mặt tứ vực thiên thần quân âm trầm quát lạnh một tiếng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cường giả bọn họ bị diệt thế thần hỏa đánh bại, hoặc là trực tiếp ngã xuống. Nghe được tứ vực thiên thần quân nói, cường giả còn lại khẽ cau mày, lúc trước bị diệt thế thần hỏa hai lần công kích mãnh liệt, trong cơ thể mỗi người đều đã xuất hiện một ít thương thế. Đặc biệt là tàn lực của diệt thế thần hỏa, dĩ nhiên với thực lực của bọn họ,
nhất thời không cách nào trục xuất ngay được, đây quả thực quá cường đại, chỉ có thể đánh bại Diệt Thế Thần Hỏa trước rồi nói sau. Cao Tuyền, Lôi Lệ Phong, Ngọc Băng Diễm đều trở nên ngưng trọng, Diệt Thế Thần Hỏa lơ lửng ở quanh thân, khí tức vốn đã cực kỳ kinh khủng, giờ phút này lại lần nữa nhanh chóng tăng vọt lên. Gừ gừ, thân thể Vũ Hàm trên tiểu độc nhoáng lên một cái, sắc rồng ngâm vang vọng phiến không gian này, cự long khổng lồ chừng ngàn trượng, chính là do Thánh Long khí vận biến thành, hơn nữa trên người cự long này còn có cánh đang kích động, ở trong phiến thiên địa này, nhất thời nộ nổi lên từng đợt hỏa diễm bão táp nóng bỏng, uy áp khủng bố hàng lâm mà xuống, cỗ lực lượng này sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Tứ vực Thiên Thần Quân nhìn qua tiểu độc và lực lượng đặc thù của Vũ Hàm thì cũng ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên, một lát sau cũng nhanh chóng vứt đi nghi hoặc trong lòng, đôi tay cấp tốc biến ảo, một cỗ thần lực mênh mông liên thiên địa, đều là vì thế mà chấn động, từ trong cơ thể tràn ngập mở ra, lúc này, hắn tựa hồ bắt đầu thi triển toàn bộ lực lượng, gừ gừ, trên bầu trời lại là một đạo thần thú rít gào. Tiếng thét gào này thôn phệ hóa thành thân thể thần thú, bộc phát ra lực lượng kinh người, khiến cho trong không gian truyền bá ra lực lượng sóng âm, có thể làm cho rất nhiều cường giả thần trích đều cảm thấy đau đớn, muốn dạn nứt ra. Tiểu độc thôn thôn cùng tứ vực thiên thần quân hoàn toàn bộc phát cùng lúc, còn lại thần trích cường giả cũng cắn răng một cái, cũng không dám bảo lưu thực lực, trực tiếp điên cuồng vận chuyển thần lực. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, từng trận lôi đình, ngay cả nham tương màu tím hải vực phía dưới đều là điên cuồng gào thét lên, nhấc lên nham tương sóng lớn vỗ ở trên hư không mấy vạn trượng. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục đã thi triển ra lực lượng mạnh nhất, cảm nhận được khí tức đột nhiên tăng cường gấp mấy lần. Diệt Thế Thần Hỏa cũng nhướng mày, chợt cười lạnh nói, rốt cục đã thi triển ra tòa lực sao, cũng biết nghĩ rồi phải không, nếu không, các ngươi sẽ không có cơ hội chiến đấu với ta, chiến đội hỏa giáp của ta, giết những tên này cho ta. Ánh mắt Diệt Thế Thần Hỏa khẽ nhếch lên, nhìn về phía đám người Vũ Hàm và Tứ Vực Thiên Thần Quân xa xa, trên khuôn mặt Mỹ, hiện lên một nụ cười lành lạnh, gư gư, Diệt Thế Thần Hỏa vừa dứt lời. Hơn 10 đạo thân ảnh hỏa giáp vẫn lơ lửng ở trên bầu trời, mãnh liệt mở ra hai mắt, trong nháy mắt, trong mắt thoát ra hai đoàn hỏa diễm màu tím nhạt, thân hình khẽ động, không chút do dự, hướng về phía Cao Tuyền cùng với Lôi Lệ Phong, Ngọc Băng Diễm đám người bạo lượt công kích tới. Trong lúc nhất thời, trong mảnh thiên địa này, thần chi kỹ năng nổ tung, gió đổi mây phun, nhìn những thân ảnh hỏa giáp cường đại lao tới, khuôn mặt tiểu độc cũng ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, thân hình đứng ra phía trước, bạo phát ra khí vận lực kinh người, khiến cho Thánh Long khí vận cũng đạt tới điểm cực hạn. Thấy tiểu độc đã ra tay, một bên Vũ Hàm cùng thôn thôn đám người cũng vội vàng đuổi theo, đồng dạng đem toàn bộ lực lượng bản thân thi triển ra, bùm, thế công cường đại của Vũ Hàm đã va chạm vào thân ảnh hỏa giáp của đối phương, một lực lượng đủ để chấn động không gian, thổi quét ra, chỉ là hỏa giáp có thực lực tứ trọng thiên vị thần, cũng dám thôn phệ bản thần quân, cũng không biết ai cho ngươi cái gan đó. Tứ vực thiên thần quân cười lạnh một tiếng, cũng không có vẻ gì hoảng loạn, lấy thực lực lục trọng thiên vị thần của nàng, đủ để ngạo thị mấy đạo hỏa giáp có thực lực mạnh nhất trong này. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.